Nối mi có gây hại cho sức khỏe hay không? Nối mi là một trong những phương pháp làm đẹp rất được ưa chuộng hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang băn khoăn với cách làm đẹp này. Đối với những người có hàng mi thưa nhưng không muốn sử dụng mascara thì nối mi chính là giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, để có thể nối được mi thì lại là cả một quá trình gian nan và vất vả. Làm thế nào để phần mi giả được dán xen vào mi thật một cách tự nhiên nhất? Và nối mi có thực sự an toàn hay không? Cùng Review Course tìm hiểu qua về vấn đề này nhé! Trung bình một ngày lông mi chúng ta có thể dài được 0,18mm. Mặc dù lông mi của mỗi người là khác nhau, nhưng lông mi thường phát triển khoảng 0,18mm mỗi ngày, bằng khoảng 1/2 tốc độ phát triển của tóc. Giống như tóc, lông mi cũng phải trải qua thời kỳ. Các thời kỳ tăng trưởng là khi lông mi tăng lên, thời kỳ chuyển tiếp là khi lông mi ngừng phát triển và bắt đầu co lại, và thời kỳ nghỉ ngơi lông mi sẽ không phát triển cho đến khi bị rụng. Nó sẽ lặp lại quá trình lớn lên, rụng đi và lại được bổ sung. Lông mi bảo vệ mắt, vì thế phải duy trì chiều dài thích hợp nhất. Vì lông mi bảo vệ mắt khỏi mồ hôi và bụi từ môi trường bên ngoài nên nó được phát triển duy trì với độ dài thích hợp nhất. Do đó, lông mi khi liên tục dài ra không phải là điều tốt. Thủ thuật nối lông mi mang tính đổi mới. Thủ thuật nối lông mi là kỹ thuật dán từng sợi lông mi giả vào lông mi để nối dài hơn. Đây thực sự là một ý tưởng đổi mới cho nhiều phụ nữ trong công cuộc làm đẹp. Chỉ cần nối lông mi một lần là có thể duy trì được từ vài tuần đến vài tháng. Nhược điểm của thủ thuật nối dài mi là gì? Nhược điểm của nối mi là nó khiến cho việc mi thật của chúng ta bị rụng dù không phải trong thời kỳ rụng. Bình thường, để nối mi thì phải dán vào điểm cách chân lông mi khoảng 1mm bằng chất keo dính. Còn nếu như dán gần chân lông quá thì sẽ không chịu nổi trọng lượng của mi giả, dẫn đến chân lông yếu dần hơn và gây rụng lông mi thật của chúng ta. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng việc đặt từng sợi mi giả nối lên lông mi thật thì khi đến thời kỳ rụng, lông mi của chúng ta cũng vẫn sẽ rụng tự nhiên. Lúc đó, các sợi mi giả nhìn sẽ rất dễ bị lộ vì chúng thường dài hơn mi thật và không đồng đều. Điều này gây mất thẩm mỹ ở mắt. Tác hại của chất keo dính lông mi cũng vô cùng nghiêm trọng. Ngoài ra, do việc nối mi còn có thể phát sinh các vấn đề về mắt như viêm giác mạc, chẩn đoán viêm kết mạc hay tổn thương nhãn cầu. Các chuyên gia cho rằng vì đấy là do tác hại của chất keo dính được sử dụng khi nối mi. Chất keo dính nối mi được làm từ chất gây ung thư. Những năm về trước, Ủy ban Người tiêu dùng Hàn Quốc đã đưa ra báo cáo gây sốc qua về kết quả nghiên cứu tính có hại của chất keo dính lông mi là chất gây ung thư, tiêu biểu là formaldehyde, toluene đã vượt qua nhiều chỉ số tiêu chuẩn cho phép. Những thành phần này là chất gây ung thư, gây rối loạn hệ thần kinh thông qua việc tiếp xúc với da hoặc hít phải nó thông qua đường hô hấp. Khi nối mi, bạn phải chấp nhận việc không thể rửa mặt đúng quy cách. Hầu như khi những người nối mi mỗi khi rửa mặt cũng đều thật cẩn thận vì sợ có thể làm rụng lông mi nối. Cũng vì vậy mà bạn thường xuyên gặp bất tiện như lông mi bị rối hay bị dính rỉ mắt. Nối mi là công việc làm đẹp gây hại cho sức khỏe mắt. Hiện nay có nhiều loại lông để nối mi như lông lụa, lông con trồn, lông vải nhung. Tuy nhiên, những thứ này đều không phải là lông thiên nhiên mà chúng chỉ là sợi vải tổng hợp được làm từ nhựa. Còn nếu như bạn sử dụng loại lông nối mi thiên nhiên thì khó mà có thể duy trì được hình dáng và độ cong mà mình mong muốn. Suy cho cùng thì việc nối mi cũng chỉ là công việc làm đẹp gây hại cho sức khỏe mắt bằng chất keo dính hóa học và nhựa tổng hợp mà thôi.